Xin chào cả nhà. Hiện nay thì Linh đang có mặt tại một vườn mít tố nữ ở xã Đa My, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Thì cũng chia sẻ thêm với cả nhà thì cái khu vực này nó giáp với lại thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng luôn. Rồi sau lưng Linh đây là rất là nhiều cái cây mít tố nữ mà có thể gọi là cổ thụ luôn đó cả nhà, tại vì nó đã có tuổi đời trên 20 năm rồi. Theo chia sẻ của anh Duy với cái chủ vườn mít này thì anh Duy lên Bình Thuận vào 20 năm trước và quyết định là trồng cây mít tố nữ này là cây trồng đầu tiên. Thì lúc trước cây mít tố nữ này nó có cái giá thành không có được cao lắm, nhưng mà khoảng là 2.500 một ký thôi. Nhưng mà 4 năm gần đây nó lên giá liên tục, là đến được thời điểm này là cũng được 25.000 một ký rồi. Thì chung mình cả nhà thấy chúng mình một cái cây như vậy nó có rất là nhiều trái luôn, cũng khoảng chừng 200-300 trái nè, mà trung bình một trái thì cũng được 1-2 kg, thì một cây như vậy cũng được là 3-4 tạ, cho giá trị kinh tế thì cũng khoảng 8-9 triệu một mùa vụ rồi, nên là cái giá trị kinh tế rất là cao. Lúc trước thì do là mít không có giá nên là anh Duy bỏ hoang cái vườn này, nó được bao nhiêu trái thì anh hái bán bấy nhiêu. Nhưng mà hiện nay thì do mít là lên giá rồi nên anh lại chăm sóc rất là kỹ hơn. Thì đây là cái mỗi một gốc mít anh sẽ bỏ một bao phân hữu cơ như vậy. Khoảng tầm chừng 7 đến 10 ngày thì anh sẽ khoét cái bao này ra rồi rải phân xung quanh gốc đi. Cứ lặp lại như vậy khoảng chừng 7 đến 10 ngày thì anh khoét và anh lấy phân rải một lần. Ngoài ra thì anh còn bón thêm các loại phân vi sinh khác như là quét khuôn mít nè, để kích để cải tạo đất nè, kích đọt rồi tăng cường cho trái nè. Cũng nhờ anh Duy chia sẻ thì em cũng biết thêm được một cái vài điểm thú vị cũng như là kinh nghiệm chăm sóc cái cây mít này, nên là cũng muốn chia sẻ với cả nhà mình. Không biết là trước giờ cả nhà mình ăn mít thì có bao giờ thắc mắc là cái hoa mít như thế nào chưa? Thì hoa mít của mình thì nó có hai loại là hoa đực và hoa cái. Đây là cái hoa cái nè cả nhà. Hoa cái này đây là còn non, từ từ thì nó sẽ phát triển thành cái hoa cái. Nó sẽ phát triển thành dạng giống trái mít non như ở dưới đây. Nhưng mà thực ra cái trái mít này nó chưa có phát triển được, mà nó phải nhờ cái hoa đực này. Đây là hoa đực của cây mít. Thì từ cái hoa đực này mấy cái phấn của nó sẽ nhờ gió hoặc là côn trùng nè thụ phấn vào mấy cái nhụy của cái hoa cái này. Lúc đó thì cái hoa cái của chúng ta mới có phát triển thành muối mít được. Còn nếu mà cái chỗ nào mà không được thụ phấn đó, thì cái hạt mít mình chỗ đó nó sẽ bị lép. Rồi từ từ thì cái trái mít, cái hoa cái này nó sẽ phát triển lại thành to lớn lên như vậy nè. Đây là các giai đoạn mà phát triển của trái mít tố nữ nè, mình có thể thấy. Cái trái này thì nó vẫn còn đang trên đà phát triển mà. Thì sau khoảng 80 ngày là mình có thể thu hoạch được. Lúc đó thì nó sẽ có trọng lượng là khoảng từ 1.8-2 kg. Cái cuốn khi mà mình quan sát thấy là cái cuốn của nó là đổi màu nè, rồi cái trái của nó, cái gân nó nở to hơn, rồi ở trong cái đường gân này nó cũng đổi màu, và trái có mùi thơm thì chúng ta có thể thu hoạch được. Khoảng 10 ngày thì anh chủ vườn anh sẽ đi thăm vườn một lần và thăm những cái trái nào mà nó đạt độ tuổi từ 9-10 tuổi thì anh sẽ hái và đem đi bán, thì lúc đó thì nó sẽ chín vừa, và đến khi mà bán được đến tay người tiêu dùng thì nó sẽ chín mùi và chúng vừa ăn luôn. Mít tố nữ là một loại cây trồng khỏe mạnh, ít sâu bệnh, lại ít tốn công chăm sóc và cũng như không đòi hỏi quá nhiều về đất đai hay là thuốc trừ sâu và phân bón nữa. Nên là bà con nào mình đang có ý định là muốn trồng vườn mít thì mình có thể tham khảo qua giống mít tố nữ này nhé. Chúc bà con thành công. Hẹn gặp lại bà con trong các video lần sau ạ.